Dạ thưa quý vị, hiện tại là các quán nhậu đã mở cửa trở lại nên người ta hay đặt những cái loài quý hiếm trong tự nhiên để ăn thịt, giống như rắn nước à. Thì có ai muốn giải cứu rắn nước thì liên hệ con nha. Những con rắn nước ở đây là rắn nước biển luôn. Dạ, nhưng mà nó đang bị ăn thịt rất là dữ dội.